tôi coi coi. Để chờ chút. Trời ơi em ơi là em, sao mà em mai chỉ thưa dữ vậy? Ủa em thấy chỉ này được mà chỉ mới đầu VC kêu em chỉ này được mà. Trời ơi em mai cái mũi sáo mà chỉ hả bự chà bá gì mà sao mà được vậy? Mai vậy là chết luôn rồi, mai vậy là phải tối nào là tăng ca rồi sửa lại nha. Chịu không? Chứ bây giờ sao? Bây giờ tôi mới đầu VC nói với em là chỉ này được cho VC chỉnh máy mà. VC gì mà VC đây nè. Nè, dặn siết này vô đó. Vậy mấy giờ vừa đó. Nói tới là cãi là im cái miệng ra liền. Nói một tiếng nó chặn mày bản liền đó. Chứ giờ bây giờ rồi ăn sáng sản lượng mà chứ bắt chị chia giày rồi sao em chạy nổi. Chị không cần biết em ăn sản lượng hay không sản lượng, nhưng mà phải làm hàng ok. Bây giờ em là hàng em gửi ở bên kia, giờ nó trả lại ai sửa, em sửa ai sửa, hay là cho Nguyên Băng này sửa. Khó khăn quá. Khó khăn gì mà khó khăn. Nói tới cái mặt quạo. Chứ là bà nói tôi tới ngoài nó cười má. Nó bị điên ngồi cười đây. Cái con này làm gì ngủ gục nữa rồi. Đang làm gì mà đang làm? Rồi hôm tiếp bây giờ chưa lắm đúng không? Có, em coi phim tới 4 giờ sáng ạ. Trời ơi là trời, có 4 giờ sáng à. Nghe dễ dàng quá ha. Rồi sáng giờ chạy được nhiêu sản lượng này? Dạ em biết rồi. Cái hàng này dắt khẩu xong chưa? Chưa, mới rồi bên đâu nghe lên đây rồi. Thì tình chứ là trời, làm cái gì mà ẩu tả nè, coi chùm dính màu đó nghe. Dính màu là tao chùm tiền ăn đi bản liền đó. Cái này nó dính sẵn mà. Dính sẵn gì mà dính sẵn? Cái bụi không phải màu. VC ta kiểm hàng xong ở chân giờ còn nói nữa hả? Ý nó lên sao? Khỏi có nói gì, im cái miệng lại. Rồi ba bà nội này làm gì đây cái gì? Trời ơi. Ê, lao tổng nè. Rồi ăn cái gì trong họng vậy hả? Giờ làm việc hay là giờ nghỉ ra lao? Không ăn cái gì đâu. Lộn ba cái hàng sáng giờ lộn chưa xong nữa. Ở đằng kia còn 2 tiệm nữa kìa. Làm bộ tự làm. Tự mới làm được. Khỏi nói nhiều. Bữa nay 2 người 100 ngàn trừ biên bản. Gì trời. Trời. Nói một tiếng nữa đây 200 liền á. Bữa nay đâu không đi xuống dưới kia. Bé nó chơi lóng giác kia chưa? Giác mà lại quốc nội ơi. Giờ nó lên đây phụ được không? Không phải lại nói đói. Bà không quản lý tôi nha. Không có quyền đó. Gì nữa? Bởi ế chồng phải thì nó đem nghĩa. Tối ngày mình chẳng làm. Cũng lương giống nhau đúng không? Trời. Quản lý mà làm gì mà cứu đội người ta chứ một lương á. Bà dỗ xuống mama ai đi. Cho chỉ gì mà nói chị Mai chỉ thương á. Cũng là làm ăn công lương người ta. Trời ơi, cứu đội người ta nữa. Thiệt á. Nhằm khi bả ít lương hơn mình nữa đó. Mà bả làm gì đó. Không á. Trời ơi, làm đâu. Làm một tháng mấy chục cái chuyện á. Tiền cái mà trừ lương tụi bay là tiền nó ăn ra. Chưa tính cái tiền mà bả ăn công đoạn của mình đây nè. Ở trên đưa xuống công đoạn ngày một nè. Bỏ chị Mai cái sườn á là một đâu. Là 800 đồng một cái sườn. Vậy đó mà xuống còn có 650 hả? Mắc đâu ra cái 150 đi, bả ăn quá giọng có cái hồn như hỏi ổng với chứ ai. Trời ơi. Bữa nay chị gặp cái đốc chị nói cho kinh coi. Rồi. Có sợ đâu. Đỡ này ngoài đường nó không đầu bữa. Ừ. Làm với ghét bả. Đặt nhìn cái đầu sư tử. Trời ơi. Khó khăn khó ưa. Trời công nhân với nhau không mà lại cái bà phố đội người ta vậy. Có ngày cả mắt là lươm người ta vậy nè. Chị làm chị chị Mai gì mà nói chị Mai chỉ thưa. Có giỏi xuống Mai hay được không? Cũng bà làm sợ. Bà chuyện trưởng của tụi bay thôi, còn tao lao công, bà làm gì có quyền mà cho bà nạt nổi tao là gì không? Ủa, mày yếu hồi con. Hỏi bà tôi đẻ 4 đứa. Ủa, sao đẻ được bà nội? Mày nói chị. Cái gì chứ thưa? Thưa hồi nào? Chứ gặp tao còn thưa hơn cái chị. Dạ. Dặn lên. Dặn lên. Không dặn nên sao có ăn. Ôi. Phát hiện là bà ta chết. Đúng rồi, chữa phải rồi. À, nhỏ này nó cũng có nhiều cái miệng gì đâu. Muốn chứng gặp nặng. Cái gì nữa? Trời ơi, má ơi. Ê, bà. Sao vậy? Hả? Chỉnh sao? Còn ngày mai mà mới chỉnh mày. Chỉnh nhân tôi đi chưa biết cái đó. Rồi, đó mày kêu ra. Chứ sao? Quá. Trời ơi, má ơi. Hay là bà chết. Con cho mốt. À biết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Có cái vụ mà chỉnh kỹ thưa mai cho ngân hàng là chị biết chưa? Mẹ sao vậy? Mày thấy vậy thôi chứ hả? Mày có chỉnh kỹ đó mày ơi. Ý nhắn thì ơi, suốt ngày biết la ra thôi chứ chưa chắc mày biết làm. Rồi làm đi nha. Bả lên. Mẹ mày nữa. Làm ấu trà sữa. Trừ 50 ngàn khỏi nó nhiều. Rồi cơ tao uống ba là vô dưới mà uống. Không giờ làm việc mà uống trà sữa hả? Thì có chú ý thôi. Bà nhỏ đó có thằng chung thử coi.
Ôi Liễu ơi, Liễu ơi, mai cái hàng gì mà méo xẹo vậy? Hàng đó gì mà méo vậy chị? Bà ơi là bà. Thì đúng mấy cái sườn người ta thôi, cái đường cong của cái sườn nè. Cái sườn như mày em phải coi cho nó thẩm mỹ, nó vô khung chứ, coi nè. Méo xẹo gì nè. Chị giỏi vô, chị giỏi vô, chị mai đi, chị mai được không? Mà chị la làng hoài vậy. Thế mai đúng thôi. Đúng cái gì? Hàng sửa như vậy là hả, lên chậm đi bắt rồi lại cho chị coi. Bắt kìa, bắt cái đường sườn của người ta, thấy đường cong của người ta không? Chị biết là bây giờ giỏi vậy mai, em thử em coi rồi. Chưa chắc thì biết mai rồi, rồi giờ chị la không à. Thì mà ủa cái nhiệm vụ của em, em cãi cho lo với chị hả? Cãi gì mà cãi, nó đúng, tôi cãi gì cãi. Thì bản lý phải gì bà nội người ta, gì mà không cho nó cãi. Nói một tiếng mà hả, bữa nay trường luôn nữa đó. Rồi bà nhất bà ăn 10, ok chưa? Tôi ăn 1 thôi. Ba cái hàng nè, mai cho hả, cho đúng đó nghe. Chẳng cái gì vậy không? Không bắt giờ được không? Thôi cho bà nói cho bà cãi, bà không cho làm nhiệm vụ của bà đi, tụi cái ăn bụng. Thầy nói nghe nè, hồi đi hôm chồng không bụng thì sao có ăn có ở vậy? Thì chuyện của ta, chuyện gia đình của ta hay hỏi qua. Bắt chồng bỏ đi rồi. Chồng bỏ rồi. Ủi. Bà có biết là ai đâu hả? Khó khăn. Đi gỡ anh rồi anh chị ghét. Ừ. Éo. Chưa chắc việc la đâu, giờ biết làm. Mà hay la. Bà hiểu đây, muốn nói gì nói. Nhưng mình kiến thức lắm mà. Chữ vẽ đâu cũng biết. Thôi, mà buồn ngủ dữ trời. Chút chắc. Buồn ngủ dữ ha, Hiếu ha. Dạ trời ơi, bữa nay mày đặt chua vô sọt rồi lấy hàng chùm lại ngủ nữa. À không có chị, tại em mới té. Đừng có tại bị gì đây chứ. Hồi hôm coi đá banh tới mấy giờ? À đâu có đâu chị. Nói nha, mấy giờ? À 4:30. À 4:30, bữa nay ghen hùm ha. Ngủ trong giờ làm việc ha. Không có chị. 2 triệu, khỏi nói nhiều. Cái gì 2 triệu? Ngủ trong giờ làm việc 2 triệu. Cãi 1 tiếng nữa là tháng này không còn là bạc luôn. Hay là muốn đi lên chảnh, ký biên bản, nghỉ việc hả? Biết rồi coi công ty không ra gì chứ ha. Trong cái nhà nghỉ quá ha. Muốn ngủ là ngủ chứ hả? Nói nằm có 5 phút chừng. Cái gì nói giờ là gì? Không có, anh làm tiếp thì làm tiếp. Một lần nữa hả? Tao cho anh đi bảo là nghỉ việc liền đó. Dạ. Mặt nước. Cái gì trời. Đó, đường đó đó. Rồi bên kia đi bên kia kìa ông nội ơi. Khúc này ghê thiệt luôn á. Đúng á. Khúc này sợ ghê luôn. Ở dù đó chị lời em theo dõi lâu lắm rồi. Dạ. Ừ, một ngày nó ra có con tập à. Cái khúc này nó ghê lắm nè. Đúng rồi. Bị đuổi là ghê lắm trời luôn á. Cái gì vậy bà nội? Ê, tao hỏi mày là cái gì vậy bà nội đó. Mày coi gì vậy? Hả? Coi chuyện ma hả? Cái tập này chị mới coi hồi hôm á. Dạ, tại hè thôi, mình thức khuya quá giờ, em làm em buồn ngủ quá chị. À, là coi, là mở coi hè ha, em đang nghe chuyện ma, đỡ buồn ngủ thôi. Đâu có mở phim coi đâu. Ủa, rồi cái quy định trong công ty này là gì? Hả? Nói nghe Liễu. Thì em làm, em nghe bằng lỗ tai, mình đâu có nghe bằng cái tai đâu, em làm vẫn làm bình thường mà. Thì đâu có nói em nghe bằng cái lỗ mũi đâu Liễu, em cãi gì hả? Liễu ơi hè, 500 ngàn. Cái gì 500 bà đội, cái gì bà cũng chữ vậy má. Coi phim, coi ma, trong giờ làm việc 500 ngàn khỏi có nói nhiều. Ờ, tôi bất ai, bà thầy không, tại vì em buồn ngủ thôi. Đừng nghe. Có tại bị gì đây hết trơn, nha. Nói tới là tại bị, nói tới là tại bị. Ừ, im cái miệng mà lại nghe. Đi, con ta làm, ta buồn ngủ thì ta phải làm vậy thôi. Thôi, bây giờ mày vô làm đi. Hả? Tao biết làm, người ta đi làm trong công làm gì? Mày kì xong cái toilet chưa? Trời, đi đóng coi, nằm ngủ ở trong con đường nữa, mà muốn ngủ không, giờ mày ngủ đi. Mày đi về thôi hả, gặp ai? Mày hiền quá Liễu. Trời ơi, tôi hiền lắm. Thầy hay quá Liễu. Má giỏi má ơi. Mấy chị sinh nhật em á, mấy chị nhớ đi chung vui với em nha. Sinh nhật cưng hả? À? Cái vụ gì mà sinh nhật hoài với trời, mới nói rồi sinh nhật cưng pin. Mới từng rồi sinh nhật bích ra sinh nhật cái công ty mà sinh nhật hết chân công ty đó đi chứ. Thì hôm nay sinh nhật em mà, thì mấy chị có bị đi chơi cho em. Chưa chắc gì mẹ sáu cho nghỉ.
Đúng rồi, bác. Để hồi em xin được rồi. Hả? Hôm nay sinh nhật em hả? Trời ơi, chúc mừng sinh nhật em nha. Cảm ơn. Thôi ơi, tối nay tặng kè hết cho chị. Tại vì còn 4 kiện hàng chưa có mai xong kìa. Mai xong đi rồi sinh nhật sinh nhiết gì. Ủa mà hàng nó có gấp không? Gấp hay không gấp gì của công ty trên đề xe phải làm. Chị nghe, hỏi nó nhiều rồi làm đi. Chị bà tặng kè. Sinh nhật sinh nhiết đâu. Trời ơi, con ngủ ngang ngược thì chúa trời. Bỏ sinh nhật nặng con rồi. Cái gì vậy? Không có. Mấy ngày nay giải luôn được. Giờ làm sao đi? Mẹ đang ngang ngược lắm. Không cho nghỉ đâu. Giờ thì cuối tuần em bận. Lâu người ta sinh nhật có ngày đều có xin bả gì hết á. Ừ, làm đi qua con nhai đầu nó cũng là có ngày chị em đi chơi cho vui 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 hén né được mặt mẹ sáu ra. Mẹ này sao không có đứa hậu vô hậu, thật là vô hậu. Là có giàu mới được, có ai làm giàu không? Mày mới bỏ ra nhà. Mày mới cho mấy sợi cọc sợi ăn, có giàu không? Bỏ nhà. Ôi, bỏ nhà, tháng nữa đây đi không? Bây giờ sao còn ăn? Mấy cái nó dễ ăn chết luôn má ơi. Rồi, nó không có giòn đâu, mày đập cái đó mày cắn kìa. Nhỏ này ăn vậy ai ăn mày? Gì? Nè. Chừng nhiễu đồ má ơi. Không ngon ăn giặt thật ha. Ừ. Rồi làm gì tụi ba tụi tình ngủ gì nó vậy hả? Sao càng nói là càng làm vậy mọi người? Làm gì hết trời còn tới giờ hả? Rồi. Rồi đang làm mà ăn uống gì vậy hả? Chứ là cái nội quy công ty không coi là gì đúng không? Sao không nói gì đi? Nói tới hả, cái im lại. Nó có ăn đâu, nó đập giùm tao mà. Đập gì trong họng nó kìa. Thì lỡ dính miệng nhỏ vậy thôi. Chứ nó đập giùm tao, tao ăn, tao đâu có chút giật dao đâu. Tao tính mời ra nó đó. Tưởng gì sao? Ừ. Thì cũng lại ấy nhỏ nữa. Cũng lại lúc đó hèn có chứ gặp tao nãy giờ tới số. Hèn dữ rồi. Trừ 1 triệu tiền ăn dụng trong giờ làm việc. Cái gì má? Cái gì trừ 1 triệu tiền ăn dụng? Hả? Chứ gì nữa? Hả? Hả gì mà hả? Trời ơi, trong giờ làm việc mà hả gì? Cho bây giờ ví dụ tôi ăn một trừ 250 cho mà trừ 1 năm rồi. Mày ăn bao nhiêu lần rồi? Hả? Mày ăn bao nhiêu lần rồi? Chứ hai bà không ăn rồi bà tức cái gì? Bà quản lý là mẹ người ta nha, muốn nói gì mà nói nha. Chừng nào mày lên làm chứ quản lý được chứ tao thì mày nói chuyện. Trời ơi, tôi càng. Trời ơi, hết ngày chúng ra đường chúng đánh phù mỏ. Hết làm cái này rồi tới làm cái kia, hết làm này tới làm tới kia. Rồi sao làm gì? Làm hả? Gì hả gì? Cãi tao đôi với tao hả? Chừng nào ông giám đốc ông xuống này ông nói chuyện đi, ông nói cho chuyện. Cái đó cái gì? Ờ, rút vô mặt mà luôn cãi không? Cái tao nhịn mày quá hả? Nghĩ sao làm hả? Vừa làm vừa coi phim. Vừa làm vừa ăn. Mày nghĩ sao tao làm đúng trách nhiệm đi thôi. Trách nhiệm gì hả? Mai cái đường chỉ nè. Mai chạch lên mà chạch xuống vậy. Cái quần gì cũng nói chừng á. Ôi đúng mẹ tao ghê vậy. Làm công ăn lương nhau không mà làm bà nội. Chứ mẹ không làm công lương nó trả tiền cho mày à. Bà không có trả cho tôi nha. Giám đốc trả cho tôi. Bà chỉ là người coi thôi. Bà coi mình có làm mẹ ở đây. Ủa nếu mà coi làm mẹ tao muốn làm nào làm gì? Muốn làm mẹ, muốn làm bà nội muốn làm bà nội tôi á. Thì lên bàn thờ thì tôi sẽ làm nha, thắp nhang cho. Làm đi đừng có nói nhiều. Không có làm cái quần gì hết trơn á. Mày làm gì hả? Mày làm gì vậy? Mày coi bà đó. Có gì không nói được chứ á. Nói tới nó cãi cãi cho quánh một lần này cho bà biết nha. Nghe. Quánh gì quánh thì bà ngon làm cái được rồi. Ngon hả? Hả? Hai chị ơi, công ty có quy định hết trơn à. Hai chị làm vậy sao được? Để em coi là hàng nó dùng cho mặt gì vậy đó. Bây giờ không có nhiều nữa, bây giờ hai chị theo em lên văn phòng. Để làm gì? Lên làm gì? Ủa công ty cũng phải có quy định chứ, bây giờ hai chị làm gói hàng hết trơn à. Bản thân chị là quản lý, chị không quản lý được lính của mình. Bây giờ em mời hai chị đi lên văn phòng. Làm gì? Lên chị Mai hết rồi, sao đi lên? Lên liền đi chị. Hai chị vô đây ạ. Dạ chào sếp. Dạ chào anh. Rồi sao, hai chị sao đây? Đó anh coi đi, nhân viên gì hả? Em nói hả, cứ cãi tay đôi vậy đó. Cái gì bà cũng nói được trơn á. Cái gì cũng phạt được chứ, làm ngày nhiêu bao rồi cái gì cũng phạt hàng triệu. Tao có bà đánh mẹ tao có hà làm ngày 200 hàng triệu. Á anh coi thái độ gì đó. Chứ phải em làm sai đâu. Thôi bà không sai tôi sai chắc. Bà không sai sai. Tôi đâu phải là ở đây là xử lý cho hai người không đâu. Tôi còn công việc nè. Còn hợp đồng nè, còn làm ăn nè. Đâu có rảnh đâu mà coi hai người cứ lộn với nhau. Trời ơi, ăn kiếm chuyện. Ai rảnh kiếm chuyện với mày? Ba chứ ai. Rồi lên đây cãi lộn phải không?
Rồi làm sao? Sao chăng chị? Đó thì chuyện nhiên cho chị đó. Nói chung là anh chuyển qua chuyện khác đi, không có làm chuyện bả nữa. Tại chuyện tới đâu mày cũng làm với Trang vậy chứ nè. Mày khỏi đi chuyện nào hết trơn. Kệ tôi. Cái bản tính mày như vậy là như vậy rồi. Bản tính sao mà là mẹ thôi mà dạy tôi. Mẹ về đi làm mà hả, hết làm này tới làm kia. Ơi. Chạy sẵn lượng đó đi, làm hư lên hư xuống hè. Cái gì thiệt chứ? Công ty nó phải cái chợ đâu, vô đây cãi lộn vậy. Mướn mấy người vô đây làm chứ phải vô đây cãi lộn. Sản lượng á gì không được thu bao nhiêu hết trơn, mày vô đây cãi lộn tối ngày, ngày nào cũng vậy. Không hết chỗ này tới chỗ khác, không chuyện này cũng phải chuyện khác. Rồi lý do gì? Nói. Trời là giọng mẹ người ta mà cái đâu có chuyện. Giọng mẹ gì mày chọi kỹ hàng với mặt đó mày giọng mẹ hả? Mà ai chửi chứ? Ai chửi? Tao nói đúng vậy, chửi vậy. Làm được sao vậy, chỗ khác cái mất mới làm ca không vậy? Không làm như mẹ là gì á. Nghe nói đi. Ôi. Tôi mệt mỏi hai người quá rồi, ký đơn vô đây nghỉ việc đi. Nghỉ thì nghỉ, chỉ có tôi sợ bà quá. Không được chỗ này thì cái chỗ khác làm. Chắc tao sợ mày. Trời ơi. Ký thì ký, tôi đây. Mướn hai người vô đây làm như cái chợ. Xử hai người không, tôi không có thời gian mà đi làm việc, làm hợp đồng với người ta, tôi không làm ăn nữa. Gặp mình hỏi gì đâu luôn. Bà mày em, mày thấy bà mày thấy tao rồi. Mày đứng lại đó. Phát cái gì đứng hả? Hồi nãy cho công ty tao còn nhịn mày, cái đây là tao hết nhịn mày được rồi. Mày làm việc tao hả? Mày làm quản lý mà làm tao đổi tao hả? Hả? Mày làm việc tao. Mày làm lên mà lâu dữ vậy trời, chị ha thua tới hết luôn rồi đó. Thì sao mà làm hẹn 6 giờ mà. Ủa mày làm gì liệu hả? Mày làm gì á? Trời ơi chính chứ không biết hôm nay là ngày gì hả? Cái gì? Ngày lãnh lương. Trời ơi sao đó ai cũng biết hết trơn á. Bộ mày lãnh lương xong mày đi tiện hả? Hả? Mày lãnh lương xong mày đi tiện cái gì? Trời ơi đợi nguyên một tuần rồi, bữa nay mới ngày cuối tuần ngày lãnh lương. Thì bây giờ ông thầu cũng trả lương xong rồi, cái còn hai vợ chồng tính đi ăn. Trời ơi là trời, tao tưởng là mày đi đám cưới hay mày làm cô dâu không đó. Chính ơi chính, trời ban ngày làm hồ nhưng mà đi phải cho tao sang cái chính. Rồi cái đầm này ơi. Như vậy? Ê mà cái đầm này ai biết em làm hồ chính. Đầm này mua nhiêu à? Hả? Đầm này mua nhiêu à? Đầm mua cái ghẹ hả? Có trăm mấy hai trăm à. Hàng chợ. Ôi. Tưởng nó ngon lắm. Xỉu. Hồi nãy em thấy chị em tưởng đâu là bà chủ không có nhiều. Ai mà ông thầu tới chứ vậy? Chưa. Ông hẹn 6 giờ nè. Cái gì? Ông hẹn 6 giờ mà giờ 6:15 rồi đó. Ôi. Kệ đi người ta đi, hả? Người ta chủ người ta đi trễ đi má ơi. Ừ, người luôn á. Được. Đợi chứ sao. Ê mà nói nghe nè. Làm mệt tới giờ nghe nghỉ luôn. Alo anh yêu hả? Lớn chồng nghe nè. Trời ơi, xíu lại công trình rước vợ nghe. Trời sắp đánh lương rồi đó. Rồi rồi, xíu lại liền. Rồi đặt quán chưa? Đã đặt rồi. Rồi, nó lẹ nha. Rồi, nở lương xong điện anh. Rồi. 6 giờ nghe nhớ nha. Rồi. Rồi lớn rồi. Tính lát đi đâu ạ? À? Hả? Tính lát đi đâu ạ? À? Tính lát hai chồng đi ăn hủ tiếu. Tính đâu đi nhà hàng 5 sao? Ta đi ăn cua, tôm hùm rồi. Tiếu mà liếu thiệt chứ. Trời ơi em. Chứ bây giờ chị mặc cái đầm này chị đi ăn hủ tiếu của ai nói gì chị? Thì phải sang với bé. Thôi dám nói rồi. Sang. Mày kệ chị. Tao có nói chứ mà. Chị. Tao có nói mà lâu với gì ta. Mới một tuần đến thì làm gì cái thì muốn người ta nhanh gọn lẹ mà tới ngày bắt lương như ngùa bò vậy. Ừ ông nội này nè. Làm gì ông mập cái ông đi chậm hay sao á. Chán ghê thiệt. Tôi còn có tiền tôi làm 10 ông thầu. Trời ơi, nhưng mà đang mình nghèo hoài rồi, mình nghèo hoài mình có tiền là đúng rồi đó. Bởi vậy, mà cái lúc mà mình đi trễ nha, là chửi lên chửi xuống. Chửi. Còn ông đi trễ không sao đâu. Ông nội này thiệt á, ta tại tao không có tiền, tao có tiền là tao xử không rồi. Má trời quá đất, làm bà cái gì lâu thì nghĩ làm đi lâu rồi. Nhà chồng con đợi nó chửi, nhanh người ta chán gì đâu. Ồ, xí đi ăn với vợ chồng tôi không? Hả? Xí ăn với vợ chồng tôi không có, chồng tao nhà không nấu đồ ăn đợi tao rồi. Bà đã hả? Không gặp. Trời đứa đang có lương mới đi đại mày. Ôi bà cũ chi, bà cũ bà đại mày. Đại chị em đi. Ờ. Tao đi chứ. Ai à? Chết lời vợ yêu. Ôi chồng yêu. Chồng luôn ơi. Chúc mừng vợ ngày lãnh lương nha. Ờ cảm ơn chồng nha. Rồi. Ủa sao mà tình cảm như trời. Bữa nay đặt tặng hoa tặng ơ gì nữa. Ngày vợ lãnh lương mà. Thôi chồng rước vợ sớm sớm. Dữ gì sao, gái đợi ông thầu sắp tới là lãnh lương xong rồi hai chồng mình đi ăn.
Rồi có nói gì bà hủ tiếu chừa cho em hai cục xương chưa? Rồi. Có nói rồi. Hủ tiếu mất chừa rồi nha. Rồi. Chứ chịu à. Rồi hai chồng tôi diễn hết tình lắm. Thôi được vậy. Bây giờ bốn đứa rồi đó. Gì? Bốn đứa rồi. Thôi bữa mày nói tao ba đứa. Rồi nhắn tình vậy thôi. Rồi. Bạn có bông rồi chắc nào tối nay kiếm nữa đứa nữa ha. Đi. Chồng hết đó. Nổi đâu rồi. Thôi. Mỏng lâu vậy ta. Hay coi có mấy giờ rồi. Lâu vậy ta. Trời ơi 6:15 rồi. Còn em không nữa đâu gì gửi gì ta. Trời ơi tới rồi. Ôi anh Bảy ơi là anh Bảy. Lần nào cũng vậy hết trơn á. Anh hẹn tụi em 5:30 anh tới sớm thì tụi em còn chồng con nhà nữa. Đúng rồi anh ơi. Trời ơi anh nghĩ sao làm nguyên một tuần ta đợi phát lương ngay ngày này. Bây giờ tự nhiên cái bây giờ 6:00 ấy rồi bây giờ anh Phương trễ vậy vậy chồng em còn đi ăn nữa. Ừ thôi bây giờ không nói nhiều nữa anh trời. Thông cảm cho anh đi cái thứ tư đi rồi anh phát cho. Cái gì vậy? Thông cảm hoài trời ông nói gì em nói lại tôi nghe. Tại vì chủ nhà ta chưa có chuyển tiền kịp nên thứ tư là anh phát luôn cho. Anh ơi 2 tuần rồi đó anh. 2 triệu thôi chứ giờ chủ nhà ta chuyển tiền anh không kịp rồi giờ anh làm sao vợ. Cái gì mà chuyển tiền không kịp thì kệ cái này đi của anh. Cái này anh mướn người ta nó trả lương đầy đủ cho người ta chứ 2 tuần rồi trời. Ừ lắm mà anh ơi ông tới ngày trả lương. Bây giờ 2 tuần chịu được rồi có 2-3 ngày nữa thì ráng chịu đi. Anh ơi anh giá xi măng muốn sạc khác luôn. Mà đợi tới ngày lãnh lương là ngày thứ 7 cuối tuần lãnh lương. Trời ơi hôm nay thứ 7 mất chạy về tim. Bên lại mình tắt nghẽn mạch máu luôn vậy. Trời đất ơi anh làm chuyện gì thôi tao thấy không được rồi anh ơi. Anh ăn cho cái bụng anh bự vô đã cuối cùng giờ hả cái lương có 1 miếng gì cho tụi em cũng không có nữa đúng không? Dạ anh kia nhà chuyển tiền cho anh đi. 3 giờ đã năn nỉ người ta rồi mấy tiền người ta kẹt bây giờ chưa có chuyển được. Tới thứ tư người ta chuyển rồi anh chuyển cho mà tụi em luôn. Bây giờ anh có quyền anh lấy tiền túi anh ra anh đứng cho tụi em. Đúng rồi. Anh là thầu mà đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tự nhiên cái bây giờ anh làm cái gì rồi tiền nó kia thì hai chồng đi tôi đi ăn. Ờ. Hai chồng hẹn hết trơn, hai chồng lên đồ sẵn hết trơn rồi chuẩn bị đi ăn hủ tiếu. Bây giờ tiền đâu ăn? Đúng rồi. Anh cũng đầu tư vô một mớ rồi. Cái vấn đề đầu tư của anh ấy là anh không biết nha, cái này của anh, cái anh làm thầu rồi phải đầu tư. Còn anh nghĩ sao anh mướn người ta làm hồ thứ 7 người ta lại đến tiền. Bây giờ anh nói là không có tiền rồi, tiền nó cho chồng đi ăn ông nội. Tiền trọ, tiền nhà hứa tao bữa nay. Anh ơi, đang nào phát lương là bữa nay giờ cạo đầu mấy em hết. Hôm nay mình đỡ con ghệ đi chơi. Làm căng vậy anh ơi. Ta nói có chừng tôi cưng đâu, anh chỉ nói là tới thứ tư anh trả cho tôi cưng đó mà. Anh hơn 2 tuần rồi, 2 cái thứ 4 rồi đó anh. Trời đất ơi, anh làm ăn gì mà sống nhăn vậy? Gì mà tôi cưng làm gì căng quá, bây giờ mấy cưng làm căng quá là anh không trả luôn đó. Cái gì? Cái gì không trả anh trai mập địch kia? Giỡn mặt hả? Ai nói nghe nè, ông mướn người ta vô đây, người ta làm hồ, người ta cũng văn nắng làm hồ thấy bụng rội người ta. Giác hồ muốn sạc tháng luôn. Bây giờ ông la ông chế tiền và nó chỉ mắc cười quá ông nhai được không? Ông nhai ông nuốt được không? Hả? Tôi cho ông nuốt cái guốc nha. Ta hứa tới thứ tư gì tới thứ tư ta trả thôi. Đặt làm căng lên chứ gì? Từng trước tới cuối tuần trả cho người ta. Bây giờ tuần này đợi đến cuối tuần đó giờ ông mới hứa thứ tư. Ở thứ tư ông hứa ngày nào nữa? Hả? Thứ tư. Vậy ta hứa tới thứ tư chừng nào tới thứ tư không có đi rồi ta tính tại vì cái đó kẹt mà. Anh hỏi gì? Ai nói nghe nè, đã nhận chưa tính là ông kêu đi mua dây chì chưa trả tiền cho tôi nữa. Dây chì. Ông kêu dây chì đang làm gì nè của ông nè. Ông nói xíu gì anh trả. Bò trời ơi. Vậy mà giờ ông kia tới ghi vô sổ đi rồi gì nữa đến lưa anh trả lại tới giờ chưa thấy chưa vì tới thứ tư tôi tính luôn cái một cho có gì đâu anh khỏi thứ tư nữa nha không có thể đình công không làm nữa trong là một công việc còn làm không tại giờ dám hồ mưa này ai đi làm cho anh hả chỉ có cái nguyên cái tim này nè là đi làm cho anh là mưa gió thôi đó trời ơi người ta làm công nhân cái bụng đội người ta đợi tới giờ lấy lương cái anh làm nói gì rồi sao thì tiền nó tao ăn cái xài tiền trọ tiền con cái sắp tới nữa trời tại vì hai bữa nay chồng hai đi tính đi ăn nữa. Đáng lẽ là anh phải thương tụi em nhiều đúng hơn rồi. Ở đây không đòi hỏi rồi mà anh còn không vậy nữa thôi. Rồi thôi không ai ở với anh. Mấy anh mấy chị cũng phải thông cảm cho thầu ta chứ từ từ chứ chủ nhà ta chuyển tiền rồi tôi chuyển cho mấy anh chị liền gì đâu rồi anh phải làm căng quá. Nó nghe là thông cảm cho anh rồi. Thông cảm với tôi. Đúng rồi. Ờ phải trả liền người cho ta anh trời. Đúng rồi. Làm ăn gì mà thông căng quá à. Ông làm nghĩ hại cái bụng của ông bự còn hơn cái mặt ông nữa đó thiệt á. Ờ. Trời quá đất rồi. Làm hứa gì mà hứa hoài. Ê nó nghe nè, hàng người tốt trước nghĩ là phải rồi đó. Ờ. Tôi hỏi ông làm họ gì? Ông không Nguyễn họ gì? Hứa bây giờ ông đổi hộ khẩu đi ông đạo họ họ hứa đi. Hứa gì có nhiêu đó làm căng quá trời à. Căng nhiêu căng. Bao nhiêu đó không căng. Nhưng vấn đề ở đây là tiền người ta. Tôi cần đợi tới ngày cuối tuần lãnh lương. Trời ơi ông hứa bao nhiêu cái tới tuần ngày 2 cuối tuần rồi nữa. Tiền có 2 tuần người ta nữa. Mới có 2 tuần mà căng. Em đợi tới 2 tuần. Kiếm tiền đi mua thuốc, nàng mai có lấy sức đi làm. Lương nghe mới vô làm nha.
cái là mới đầu tiên á là 4:30 nghỉ, bây giờ cho 5:30 luôn. Ừ. Thêm một tiếng hộ của người ta nữa, có tính tiền căng ca thêm đâu. Có cái nhà làm cho mấy tháng trời chưa xong nữa, làm lê mê. Anh ơi, mới bù lại chứ. Mưa trời gió tùm lum tà le. Anh nghĩ xây một cái nhà, cái bộ xây một cái hồ cá, hồ bơi hả mà làm lẹ. Cái nhà 4 tấm, anh kêu xây nhiêu? Hả nửa tháng hay gì xây cho coi. Cái lúc đầu mấy anh chị làm nhanh lẹ quá, cái làm càng ngày càng lê mề vừa lên mà nói lê mề chất lượng anh ơi. Nói nghe nè, mấy cái ngày đầu anh trả lương cũng nhanh gọn, bây giờ anh trả chậm gì nữa thì sao? Bây giờ mấy anh chị muốn không được thì mấy anh chị mơ nghỉ việc hết trơn đi. Vậy nói vậy lương sao bây giờ nghỉ việc cũng được, trả lương đi, trả lương thì tiền từ trả gì cái gì từ trả hả? Tiền của ta tính quịch phải không? Tôi thương công an bắt ông đó. Làm gì công an bắt, tôi hứa tới ngày đó tôi không trả thì mới bị công an bắt. Làm gì bắt tôi làm rồi. Hứa đúng không? Bây giờ không trả phao anh vô khiên đồ cho em. Không nói nhiều nữa chị, không có chuyện nữa. Khiên đồ đi. Khiên cái máy này về cho em luôn. Chị em tôi phải làm như vậy nè, chứ ông nghĩ sao vậy hả? Chị em tôi làm đổ mồ hôi trên đổ mồ hôi dưới luôn rồi, không bao giờ mà ông cho được máy nước nữa. Khác nè anh ơi, ông lấy máy cắt đi, chị lấy cái chai cũng được. Đi vô, dính hết tiền rồi, đâu phải người làm nó ghê vậy. Tiền lại gì rồi? Nã nghe nè, làm thêm cho anh á thì anh không trả thêm. Có hả mà đi về, có chửi có mắng không? Mày nước đầu lương mà anh không trả. Trời, tao làm hồ nắng ngoài nói thấy mụn nổi tay, đen da đen cỏi tay chân. Nói luôn cái vụ mà nước mà kêu mua nước đá cho uống cũng không mua, đưa nước vừa nước lạnh không à. Không có cục nước đá đi uống nữa. Trời, nhầm bữa không có đá nhịn anh. Khiên cái máy cắt cho em. Đi lên lầu. Đi lên lầu. Còn 4 cái máy cắt ở trên á. Đi lấy chừng tiền lại. Bán nhịn chai cũng được nữa. Rồi gửi cái dàn giáo đi luôn nè. Ừ. Giả bán tạo này kia luôn đi. Thôi. Thôi vậy. Tôi lấy tiền tôi chuyển cho. Làm gì chứ vậy? Chắc có chuyển không? Có. Chắc chưa. Chắc rồi cho chút gà ra hết đi rồi. Chút chứ tôi chuyển tiền cho. Bao nhiêu phút nữa? Nói rõ ràng. Chính xác rồi. 5 phút nữa tôi chuyển tiền cho mấy người hết đó. Rồi 5 phút nữa không? 5 phút nữa tôi đứng đây luôn. Có nhiều lắm, mấy người làm chứ ghê. Không vậy đi. Ừ, đấy. Hồi nãy tôi về tôi lấy điện thoại rồi tôi chuyển tiền cho. Nhớ nha. Đi giống mà làm căng quá. Đúng không dạ? Mẹ đó. Tôi đi đợi đó. Có tiền mua đem ông đeo được. Ngồi đây đại ông đi, có tiền mình về. Hay là ra quán nước rồi. Không, tại đây đi. Lương lắm tôi trả. Con phí đi. Ôi phải làm căng ông vậy mới trả tiền cho mình. Ngồi đó tiền mấy là tao cho ổng rồi đó, tiền là tao chuyển cho ổng, bảo đảm 100% là tao chuyển cho ổng chứ không bao giờ mà người ta đưa khất lại vậy đâu. Không lấy tiền ông xài trước rồi đó. Trộm lấy tiền ông trước mua vàng dám đâu. Ông mê gái lắm, tao lo nhỏ nào chứ. Ông mê dữ lắm. Chứ có khi nào mà mấy buổi làm của mình ông yếm tiền của mình không? Cái gì mà lâu dữ vậy trời. Lâu dữ trời. Hồi nãy ông nói mấy phút ông lấy tiền vậy? 5 phút. Coi đồng hồ mấy giờ? Đến coi đến quá trời, buồn ngủ à. Trời, gần cái tiếng đồng hồ luôn rồi. Trời ơi. Nãy có ai điện không vậy? Dạ, điện không coi, vậy không trả tiền vậy. Điện coi. Trời ơi. Nó cũng muốn chết kìa. Dạ. Thôi không địch. Điện không coi. Điện không coi gì. Mà chết điện mấy em hết tiền rồi. Trời, thiệt tình luôn á. Những tháng này có lương đâu mà. Mua điện thoại không có tiền. Không có lương. Alo, Bảy hả? Tôi nghe nè. Rồi, có tiền chưa ông nội ơi? Nãy giờ hẹn 5 phút, nãy giờ lâu rồi. Trời đã kẹt xe, gấp gì quá, chờ đợi chút đi. Kẹt xe quá trời mệt luôn thiệt. Trời ơi là trời, quá trời mệt mỏi rồi, lẹ giùm tôi cái ông nội ơi. Rồi. Vậy tôi nói ha, lãnh lương chiếc này lương nghỉ luôn. Thiệt tình luôn á. Tôi lãnh được lương tôi nghỉ luôn. Mệt chắc quá trời mệt. Chắc tao ở với ông chứ vui à. Làm việc kiểu này tiền bạc chậm dễ, tôi buồn ghê luôn quá. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi là trời. Ông nội nó mấy giờ rồi? Có ông đây chứ vậy? Ôi là trời. Đây. Trời ơi, mũi cái 8 giờ rồi. Cái gì? 8 giờ rồi. Có coi lộn không vậy? Điện thoại không coi ơi. Thiệt. Bỏ ông đi. Đi hỏi hoài à trời. Lo măng gì đâu mà. Alo. Anh nghe nè. Nghe cái gì mà nghe con què nè, rồi giờ lại rồi sống chưa? Chết rồi, bữa nãy quên anh về anh rứa con anh rồi anh ngủ quên luôn. Cái gì? Cái gì? Là trời ông đâu ông rứa con xong ông đâu ngủ quên được kìa. Cái gì? Cái gì? Anh nói nghe là cái gì? Cậu rứa con cái Vũng Tàu hả gì mà rứa con cái giờ chưa xong? Bảo rồi lắm rồi. Anh rứa con rồi anh ngủ quên. Trời ơi, giá anh tới thứ tư rồi anh trả luôn nghe, đừng có buồn phiền anh nha. Cái gì thế là? Trời cái gì mà không buồn phiền không? Hả? Ông đi ra ngoài tôi coi nhà tới cào nó cào nhà ông đâu mà phiền vậy? Nhà ông đâu cào.
Giá bên đây là chứ làm biết được. Ôi là trời. Alo. Anh không về được. Tắt máy rồi. Đúng rồi. Cái bạn trai già này hứa nữa rồi đó. Chứ lẽ mình có dọn đồ luôn đi không? Vô dọn. Mày điên hả? Giờ trong ăn tóm cổ gì không đủ, ta đi dọn lại. Vậy hù ổn thôi. Mày biết đâu. Hồi nãy ai cho ông về mà chính kêu ông về cho ông về đúng không? Ta cho nè, tụi bay cũng cho mà chứ mà mình ta cho không? Tại ông hứa kìa. Bà liễu kìa. Tưởng đâu ông về ông chuyển tiền cho mình. Sao bây giờ đây? Cái bụng muốn chết nó hứa với cầm cổ bữa nay trả tiền cho người ta, bây giờ tiền đâu đóng cho ta? Em nói nghe có tiền cho mượn. Ta làm gì có. Thôi giờ đi ăn đi trời. Thôi đi về đi mà có về nhà mình bao là gặp ông. Ê cưới. Ủa ông nào ra vậy? Ủa ông nãy nãy đi mua nhiêu? 950. Trời ơi. Tặng mà. Đánh lừa nó không có tiền chứ. Tiền đâu mua? Tiền mượn bà Sáu. Mượn bà Sáu? Trời ơi tống người là tống xong báo như vậy. Tao rảnh rỗi xin lỗi mà muốn ông làm gì? Bữa nay ngày thì lại em lãnh lương mới muốn ông tặng. Câu chuyện lấy cái gì ăn hả? Lấy được lấy cái gì ăn? Ai biết đâu. Lấy đi về hỏi bà Sáu còn không mượn. Lãnh lương ra nó chưa chắc gì được đường triệu nữa mà ông mua ông hết 9.950. Cái gì bà lãnh lương chưa đường triệu nữa hả? Từng người nó nghỉ hết 4 ngày còn nhà nó làm có 3 ngày thôi. Chuyện này thâm tiền nữa rồi. Ôi là trời, tôi tưởng đâu làm bóng ông này. Ông lấy ở nhà ông mượn của ai hay là ông ở đâu ra thì có bông này không tự nhiên cái đi tặng tưởng đâu ở đâu ra ai mà cho mượn bông đẹp vậy đi mua tặng lại chứ ai cho ông rảnh không bây giờ đi về chứ sao giờ cầm đi trời ơi đi xuống chặt bà hai mua thiếu mấy cái mì ăn đi nhà đội nón lên về báo cũng được. Không ấy bây giờ đó. Chúng ta ở đây. Vợ cho mình lấy vài cái làn giáo về nhà bán đi. Thôi bà nội. Gì? Thì ông không để luôn cho mình lấy vài cái làn giáo về mình bán. Thôi người ta biết là sao? Ai đâu biết. Ông về có ai đâu biết. Công trình này công trình này bính tối nó mới về nó đi ăn rồi. Thì bính ông tối mới về. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc. Kìa. Ai lấy cái máy cắt á, lấy máy cắt á. Khiên ra, khiên ra. Kiếm gì nhẹ nhẹ hơn xíu đi. Lấy về bữa sơn rồi. Lấy sơn giờ mình làm gì? Lấy sơn giờ mình làm gì? Bán nghĩa cho người ta. Chào mày biết rồi hả? Rồi bà lấy cái xẻng làm gì? Mấy cây chai. Bà chết mẹ không? Cái camera chà bá nữa. Hi. Hello. Ừ có camera không nội tôi quên nữa. Trả lời cho ông ta. Không có gì đâu nha. Để mượn thôi, để mượn thôi. Không, mượn đi đâu. Mượn chơi vui thôi, không có gì đâu. Để em trả nè. Cảm ơn nha. Bự bự cái dưới hả? Ủa tưởng nó hết phụ chứ. Có camera mà tôi quên nữa. Thôi mày em về nha. Chút xíu nó lên đồ nè. Chút xíu đồ bạn nói sớm vậy đi. Ai biết. Đồ tức thì luôn á. Thôi cá liền, cá liền, cá liền, cá liền, cá liền. Đấy đợi có lâu không? Đó. Ôi đang ăn, đang ăn. Ôi có sẵn nha. Đổ nhiêu đổ em? Nhiêu? 80 phải không? Thôi. Trời. Ủa sao chị đổ xăng mặc đồ đẹp vậy? Hả? Sao chị đổ xăng mặc đồ đẹp vậy? Để thông cảm chị đi em ơi. Hồi nãy mới đi sự kiện về sẵn là thầy chưa đi đồ ra. Chị mặc đồ bữa này chắc em qua em đổ hoài luôn á. À, giữ gì sao? Đẹp quá. Rồi. Rồi. Rồi cái em trai là 50 nha. 50. Ừ. Rồi. Giữ nó bút bắt. Trời. Thì đôi xăng mà chị mặc nó đẹp rồi. Xinh quá trời. Dạ, em đây trời.
Rồi, cảm ơn nha. Tại sao nhớ ghé đậu nữa nha em. Rồi. Ủa xăng này có lên không em? Hả? Xăng này có lên giá? Dạ. À cũng vậy chị. Vậy hả? Định dạy lên 500. Có nghe nè. Hả? Vậy xin đâu vậy? Vậy xin hả? Rồi chị bèo phải giùm em. Ô, bèo trái giùm em. Rồi trái xong cái nhà xin vào sau nha. Sao xa dữ vậy đó? Hả? Rồi ráng em. Rồi. Em cái xe đấy, xe đấy. Dắt qua đi đi, đổ xăng với em. Hay là đổ trước luôn không? À, em không biết nữa, là phải chị vệ sinh em không biết. Rồi, chị dắt qua đi em chị nha. Rồi. Ủa chị ơi, chị đổ xăng đó hả chị? Đúng rồi em. Em tưởng chị đâu đi từ biển không có trời đẹp quá trời á. À, rồi chị ơi. Bé là kêu ai nghe đổ xăng giùm chị ơi. Ê, em nè. Lên chị ơi. Cái gì? Bả đổ á. Em đổ xăng. Giảm ai? Đổ xăng anh ơi. Em đổ xăng thiệt hả? Đúng rồi, đang đi đổ xăng. Ủa nhân viên gì mặc đồ, mặc đồ chị giữ làm gì? Cái đó nào, cái này sát cái sự kiện. Cái này sát cái đồ. À, đi xíu thầy. Đi hả? Ừ. Ôi sao cái tướng đẹp dữ thầm vậy cho nè, có kìa. Ồ, đổ xăng mình như kìa. Với lại mà sẵn đợi đi nha. Vậy hả, sẵn đợi đi. Có ngoài mà đợi xíu nha. Đổ cho chị này bình trước đi. Trời. Trời ơi, đi sao mà dữ thương dữ thầm vậy trời, có kìa. Như chị, này bình quá. Này bình đi, này bình đi. Chưa tính nhiều. Ai. Trời ơi, có kìa trời. Tốt có. Ấy à, bởi vì chị vô cho mình chị kiếm người ta đổ xăng đó mà. Thường thường là cái anh kia đổ đúng không? Anh kia là ai của em vậy? Hả? Anh kia là ai vậy? Anh kia là bạn trai em. Vậy hả? Nhưng mà chia tay rồi. Ủa? Thấy vậy? Hả? Thấy vậy? Tại vì không hợp. À, phải rồi chứ em đẹp gì mà. Chứ sao? Đây. Đấy nha. Rồi. 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 Chị ơi. Rồi. Em có ngoại mà ngoại không có. Ủa chị hết nhiêu hả? Dạ. 90 nha chị nha. 90 ngàn. Rồi. Dạ. Rồi chị cái nha. Ơi, em 500 chưa? Tại xíu mà tiền cách là. Ơ, chị ơi, có tài 500 đem em hội cho. Không được em ơi, tài 500 này là người ta gửi đóng hội. Tiền này với tiền đổ xăng. Em, chị đang biết mà. Chị ơi chị, không mấy bây giờ nè, có tờ 200 này chị đưa em đi. Không có được, cái tiền này là tiền nó mùi. Tờ 200 như đây nè. Không được, tờ 200 này là tiền của chị đi chợ. Còn tiền đổ xăng là em thì em làm phân tâm chứ ngoài gì. Chị đang đi đưa nó tiền chẳng đi, bao nhiêu người biết sao, nó bay đi nào sao. Mãi ơi, tiền này là thật á. Bây giờ bà chị đi một cái là chắc tới sáng mai luôn đó. Nhanh lắm, chị đi nhanh lắm. Trời. Chị ơi, tới em đi chị ơi. Đã mấy người, mọi người lại xíu nha, 12, 13, 15. Bơ mắt cái giống bồ, 200 không đưa đi má. Chị đã nói rồi em không nghe hả? Tờ 200 này là người chị đi chợ. Sao mà em làm chị gói, chị biết có 20 mấy rồi là chị đi gần đủ rồi nè. Ấy đi chợ phải cầm tiền lẻ, nó dễ mua hơn. Bây giờ 90 ngàn, bây giờ chị đưa tiền không, bây giờ điếm mấy cái chừng nào. Trời ơi, 90 ngàn, bây giờ điếm 90 tờ là đủ rồi. Đây nè, có tờ 2 ngàn nữa nè. Thấy chưa? Bây giờ chị lựa tờ 5 ngàn với tờ 2 ngàn trước đi, quá trời mệt rồi. Nè. 5, 10, 15. Cảm ơn mẹ này nhây lông hơn trưởng luôn trời. 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30. Bây giờ chị đưa sẵn này, hay là 200 ngàn này đi nè, là em nói lại cho. Đúng rồi đó. Đúng cái gì? Mọi người ngộ quá trời. Chị ơi, hiểu không? Cái vấn đề là chị nói em hiểu không? Là tờ 500 này á, là cái con bảy. Bảy lắc á, nó gửi chị giống tiền hụi. Còn 200 này là tiền đi chợ của chồng chị đưa. Cái nào cái đó cũng bắt đầu để chung là lộn. Tiền là đổ xăng là tiền này nè. Rồi nãy mày chăm xăng nhiêu tiền? Trời, có 90 ngàn là điếm nhanh nè. Mắc cái quần què dưới nhà không điếm tiền sẵn đi, rồi đây điếm. Sao bà ngoại già cả ngoại lú hả ngoại? Trời ơi, báo nhiêu bóng người đợi phía sau, đợi bay điếm tiền chắc tới mùa quýt năm sau quá à. Trong cái lúc mà rồi, bây giờ bao nhiêu rồi, hồi nãy bao nhiêu rồi, điếm lại cho chị coi, cái này 30 nè. Bây giờ đưa 200 ngàn đi, em mấy sẵn rồi, 200 ngàn đây, đi lẹ đây chị ơi. Rồi mệt quá trời, đi 200 nè. Đâu vậy chó lẹ không? Tại giờ ta đưa đi, đứng mà điếm hoài hả? Mệt ghê chuyện luôn á.
cái nết thì kỳ thôi mẹ ơi. Rồi thôi anh chăm mốt nhanh đi. Trung nóng mẹ. Nè đợi xíu đi nè. Chăm mốt đi. Trời gì nữa trời. Cái gì vậy? Cái gì nữa trời? Thêm thòi tiền chị nè. Có tiền chẳng có sống thôi. Vậy tiền chẳng đâu? Tiền chẳng đâu thằng này hả? Em có tiền lẻ còn tiền lẻ. Ê, em đang nghe ngược với chị đó. Em kêu chị đưa tiền chẳng cho em thói cho em đi. Em thói tiền lẻ là sao? Im mà chị im cho người ta điếm đi chị ơi. Điếm cho người ta quên mẹ luôn rồi nè. Chị ơi. Bởi đây làm nhanh chừng làm biết rồi. Kêu ta nhanh nhanh mà làm thái độ vậy đó. Chị điếm phụ em đi nè. Ok luôn chị đó. À có mấy em gì mà cầm đi. Có nhiều đó cũng điếm không xong nữa. 1, 2, 3, 4, 7, 7 tờ là nhiêu vậy? 7 tờ là 35. 3.500. 35 ngàn. 7 ngàn. Tờ có 500 là 7 tờ 3.500. Đừng có làm sùm trời. Chị ơi. Rồi rồi chị điếm kiểu này điếm. Quên mẹ luôn. Mà không đổi trang điếm mà theo sao mà hỏi chị đâu luôn. Giữ gì trời chị xíu. Trong cái lúc mà cằn nhằn là hai chị em ta điếm xong rồi đó. Chị ơi chị điếm tiền mà điếm em đợi lâu lông thằng chữ luôn á. Đổ xăng thôi mà chứ phải đi đâu đâu mà gấp. Đổ xăng mẹ không việc chị ơi. 50 tờ làm nhiêu ạ? Cái đâu rồi? Hồi nãy chị điếm 7 tờ là 3.000. Điếm xong rồi bển là đám dỗ xong luôn khỏi ăn. Chục tờ là 5.000 đúng không? Ừ. Chục tờ là 5.000. 3, 4, 1. Chị ơi đẻ chị ơi. Cái gì coi anh chạy ra ngủ lên. Chạy. Đó em đẻ đi chị em còn đi về em chào đó chị. Đàn ông điếm quên đi luôn. Đàn ông con trai mà sao cái miệng quá trời quá đắt vậy trời. Sao mà đang điếm ngang ngang nửa chừng quên bà mất tiêu luôn là điếm sao rồi. Mấy vậy? Ai mà biết đâu 24 rồi bắt đầu nhảy qua bao nhiêu ai mà biết đâu. Sao mà đàn ông con trai gì ngộ vậy? Bước qua bên đây coi em còn đi chợ nữa chị. Là đi chợ rồi đi chung với chị nè. Chút xíu chị đi chung nè. Của em hết bao nhiêu tờ? Hai bà đi. Em quên mất tiêu rồi. Điếm lại lẻ đi. Em điếm cái cặp này nè, cái cặp này ít này. Bỏ chung quá chị ơi. Một nè. Hai nè. Ba nè. Ủa mấy chiếc mẹ gớt 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 cái nết ra ngoài rồi. Cái gì vậy? Quên mẹ rồi. Ôi, làm kinh nghiệm. Dạ, điếm rồi, xong chưa? Dạ, điếm đi chụp chị, bác thì mệt chứ chơi. Điếm bao nhiêu đó tên tờ rồi. Dạ, chị em lẻ cho chị. Chưa đủ rồi chị ơi, nè. 12 tờ là bao nhiêu ạ? 12 tờ hả? 6 ngàn. Mới 6 ngàn hả? Này của em nhiêu ạ? 2 ngàn. 2 ngàn nữa là 9 ngàn. 8 ngàn. Nhiêu 8 ngàn? 6 ngàn 8. 8 ngàn với cái này nhiêu ạ? 10, 11. Thôi bây giờ 10 ngàn này trước đi rồi em đưa tờ 100 ngàn cho nhanh đi. Ừ chứ đi. Hồi nãy thòi không có được chị ơi. Em đi móc cái sẵn nè. 11 nè. Thôi bây giờ chị tính vậy nè, dừng đi, dừng đi. 13. Em đưa tờ 200 ngàn ở đây, chị đưa tờ 100 ngàn là đủ nè. Đừng có đưa 100 ngàn đi. Em đưa tờ 200 ngàn nãy. Đưa đây chị đưa lại tờ 100 ngàn rồi. Không có tờ 100 ngàn. Nè cho mượn 100 ngàn nè. Đó. Rồi đủ rồi. Rồi đó đổ cho em lẹ đi chứ em mặt dữ lắm à. Mặt lông thằng chữ rồi. Rồi đổ đi rồi. Rồi đến người khác đi. Cảm ơn chị nha. Anh xem mình lắm. Thông cảm nha. Để chạy. Ê. Cái thằng mắc dịch mắc ôm kia mày biết nhường cho bà già không mày? Lại nãy là bà đưa chị Lan 200 chứ đó là 10 ngàn là 500 là 10 ngàn mới đưa chị 100 là đúng không? Thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Là giờ chị đổi cho em 20 ngàn là đúng không? Đúng hả? Đúng rồi, chị đổi em 20 ngàn xăng là đúng. Không có đổ cho nó, đổ cho bà ngoại trước, bay phải trường cho bà già đẩy xe vô lên. Trời ơi, con đếm tiền giờ phụ má, con cái chứ mà mấy xin nhượng bà già. Ai trước bà ngoại trước. Chứ mày đếm tiền bà ngoại trước. Để lâu rồi. Chị ơi. Đổ cái ngoại trước nè, mua cái mặt da nè, đổ cái đây. Bà ngoại bao nhiêu hả? Bà ngoại 20 ngàn thôi. 20 ngàn luôn rồi. Đó. Cái gì kỳ đây coi. Đây coi bà ơi bà. Ngoại ơi, mẹ có số kìa ngoại ơi. Rồi đổ cho nó đi. Đổ lẹ lẹ cho nó đi. Rồi xong chưa? Xong rồi, đổ cho nó đi. Rồi. Rồi. Rồi, tới em đi chị. Rồi đi bay. Để tới em lại em đi chở nữa. Rồi, rồi. Chị ơi. Ôi, lâu quá. Đây đổ xăng mà lông lông thằng trưởng thằng chứ. Rồi, đợi chị xíu em, tại cái chuyện kia mình biết rồi. Dạ. Rồi, đó. Đấy. Rồi. Rồi của em là 20 nha bé. 20 đúng không chị? Ờ. Là chị thối em lại 80 là quầy. Là hồi nãy em đưa 100 ngàn cho chị kia mượn chị thối nhớ không? Đầu tàu 100 ngàn xanh xanh để chị bỏ con bóp, có con bóp luôn nè. Có con bóp luôn. Đấy đấy chị ơi. Đó, có tờ 100 ngàn.
Đúng rồi chị. Đó đúng rồi, là bây giờ chị thôi em lại 80 ngàn là mình quề. Là em đổ 20 ngàn sang à, là em còn 80. Ờ lẽ hả? Đúng rồi. Cho chị 1 ngàn đó. Đúng rồi, đã tới chỗ mà. Đúng rồi. Là hồi nãy cái chị đi chợ chung với em á, nhớ không? Là bà đổ 90 ngàn, em đưa cho bà mượn 100 ngàn chị thối đó. Là bây giờ em đổ 20 là em cũng đưa 80. Là chị phải trả em lại 80 là quề. Rồi trả em lại 80. Đúng rồi, tại em đưa 100 ngàn. Đúng rồi. Đúng không trời? Đúng rồi. Đó, rồi vậy em về ha, hợp lý. Rồi em đi nha. Có sai sai không ta? Đúng rồi. Đúng rồi chị ơi, đổ cho em nghe lên đi. Dạ anh lên đi. Ủa sao mà đổ xăng cho nó mà phải đưa tiền ngược cho nó nữa ta? Thì hồi nãy chị mượn người ta 100 ngàn. Đổ nhiêu em? Mà chị có gì sai phải không ta? Trời có gì đâu sai sai chị ơi. Mà chị học có mấy em? Lớp 5. Em ơi chuyện lớp em học lớp 6. Đúng rồi, chị nói chị nghĩ vậy sao hả? Làm hết rồi, nó đúng rồi hả? Thì sao hả? Bao nhiêu hả? Rồi em 50 đi. Rồi 50 phải không? Không quá à. Có gì hay sao đấy không? Trời ơi, thấy thằng đi phụng cái gì vậy? Mà sao hồi nãy giờ không mở cho người ta? Trời chị đổ được chân à chị ơi. Nhét cho đi. Nó bị dưới nó càng lại nè em ơi. Cái chìa khóa không đâu? Khóa em quên được rồi. Ê, trời ơi. Ơi, cái này nó cũng y chang như vậy nào không ơi. Chị làm hư xe em rồi. Hư cái gì mà hư? Lẽ cho người ta lại còn lấy nữa. Cái xe này độc thảo quá. Rồi 50. Trời em chút em đậy lên đó, chị làm hư xe em. Nhiêu mẹ? Dạ 20 à. 20 phải không? Mẹ đi chị ơi, khách lắm rồi chị ơi. Có gì hết sai sai ta? Sao tự nhiên mình phải đưa tiền cho nó ta? Của em là 20 nha. Em nhiêu hả? Em 50. Rồi. Nhiêu bé? Nói 10 ngàn. Ba thằng này thấy đâu em? Để đi. Chà, nó nói sao quá vậy nè. Đi rồi. Cái gì đây? Chị lấy tiền chị mà. Ủa? Em đâu biết. Em biết. Em chỉ đổ, chị lấy, không lấy tên biết được. Ơ, chị kêu lấy tiền sao nó chạy đi vậy? Lấy chị. Bộ heo mà đổ xăng không lấy tiền rồi, ta đi luôn rồi. Ừ. Đúng rồi, đúng sáng rồi thôi, thì nó đi kia đúng rồi. Ờ. Đây nó đúng rồi hả? Hợp lý. Đúng rồi. Nhiêu nữa? 10 ngàn hả chị ơi? Đổ 5 chiếc xe, 1 chiếc 90, 1 chiếc 20, 2 chiếc 20, là 400. 130. Trời ơi, đâu với hả? Sao nó khỏe gì đâu luôn á. Sao mà? Gì vậy? Kiếm tiền dữ vậy hả? Chị đổ xăng gì nè? Nói nghe nè, chị trả cho chai nước nào. Hồi nãy đi vô cái khối khách nước mà chị ghé đó, chị thấy sao thấy cái... Cảm ơn nhiều nha. Dễ luôn người ta mặc đồ đẹp, dễ sợ luôn. Đổ xăng gì em thấy không? Em không đổ đâu. Đi vô đây làm cái gì? Chị đi chiếm tính. Mà nghe nè, phương thức vô lượng ghê luôn. Không nhận em ta nói mặt mày nó khá sủa nè. Nó dễ thương, nó đẹp, cái gì đâu luôn á nha. Trời ơi, ta nói ông bà phù hộ cỡ nào trời còn có phù hộ em đúng không? Nhờ em xây nhà xinh đây mà chị không có bị điên ngoài đường, tụi nó đã bán gái đi ngoài đường kỳ cục lắm. Leo xe về con, khỏe. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn. Chị cảm ơn nhiều nha, bữa nào chị ghé chị đổ xăng phù hộ nha. Trời ơi, dễ thương gì đâu á. Con mẹ già đi, trời đi, đi sống đi, đi xin nhờ trời. Mẹ già lụ đạn này chứ. Chết đánh thằng em luôn ơi. Đây hai chiếc, một chiếc 590, này hai chiếc 20, hai chiếc 130. 130 thằng sau đổ 10 ngàn là 140 chẳng đi. 140 chẳng với nhỏ đổ 20 là 160.
trăm sáu, thằng nghiền ngăn nó đổ qua hết 20 nữa là 180. Có 80, 100 ngàn đâu ta, và 100 ngàn nãy là nãy nè, nó cho mình mượn nè, nó mình nói là 80, rồi bỏ cái vốn là 80 ngàn, thành ra cái 80 ngàn, đây như cái vốn đi, bỏ cái vốn đi, đó, thằng nãy nó cho mình mượn 100 ngàn. Ôi chết cái mẹ đi, chắc mình học lớp 5 là mình ngu hơn nó rồi, là nó đúng rồi đó. Chết mẹ rồi, phải quên bỏ cái hùng lên. Rồi hồi không chơi cô ơi. Lên luôn không? Rồi làm lẹ lẹ lên nha. Rồi chịu tranh thủ làm lẹ lẹ đi, không đi rồi chịu phát luôn nha. Phải chịu lương 27. Ừ. Rồi. Rồi nhanh tay lên cho nó lại đá chở nó làm nha. Để đi vô, để quên để cái con vô. Chặt chặt coi chưa? Ờ, mà để ngoài rồi. Rồi gạch bóng đâu đẩy xuống lên cho ta làm. Gì đây? Vậy có lương phải không? Ôi, trời ơi, nghe mà cái buông. Nghe cái có thích tiền. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Rồi, rồi, rồi. Cuối tuần nào cũng có. Đó ta. Rồi bây giờ cũng chưa rồi. Rồi bây giờ chưa rồi. Rồi 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 rồi. Ờ, nghe nè, cộng lại cho em đi được Việt Nam đến lương liền. Ủa, dưỡng đâu? Ủa? Rồi, tao của em đâu? Đợi xíu em ơi, chị đang làm ba thôi. Chạy lại con. Ở lại cho em hết nhiên rồi. Đợi cộng lại nha. Ăn đi, chị đợi chị làm con nữa rồi. Nhớ chị cộng cho em chị đến lương em ơi. Rồi, 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 nghe. Chị đợi làm để con. Rồi. Như con xấu đi chứ. Hay chị đi đâu đây? Lương. Ủa là chiều nay mấy đứa lãnh lương hả? Chiều lãnh lương. Trời ơi, lãnh lương làm bữa tiệc nhỏ thì chiều liệu rồi. Vô qua nhà bà, vô ăn đi. Đây đây mình đang qua nhà chị á, chị mua đậu thái về nhà. Ừ, đúng rồi. Xong rồi mua tôm, miếng bò viên về nhà. Cái mình làm nhỏ mình ăn. Ừ, rồi nhà mình ta tự nấu. Mua thêm thịt chả cá nữa nha chị. Ừ, để. Chuyện nó vui chứ chị đó. Thôi, đi. Nó nghe này quán cao kê mới mở bên đường Lê Đình Thắng á. Quán cao kê mở bên đường Lê Đình Thắng á. Ừ, lâu xả chết từ người làm đi. Con chết. Đợi đi một xíu Linh nó chạy đi ù ra nó mua bốn cái nữa đi, chị làm tiền luôn cho. Cô Chín ơi. Đi cao kê đi. Sẵn rồi mình qua qua nhà chị lẩu chứ mình đi tăng hai. Đi ăn lẩu đi. Ủa rồi chịu cá đâu chị? Chịu cá đâu? Cá lẩu nè, coi được. Đây ngon chạy. Cho em chết nha. Ừ. Không xin mấy cha. Rồi. Đợi xíu nha, cô Linh cứ đi mua bốn rồi. Có gì tổng sổ cho em luôn nha. Chị nay tôi lên rồi. Mình làm cho chỗ có nhiêu đâu mấy đứa ơi. Mấy đứa ăn đây hả chị? Rồi nó thấy mấy đứa khổ quá, bắt đầu chị sổ cái tháng nhiêu vậy. Chứ hả, như người ta là chị đâu có tin tưởng đâu. Mà làm cho tụi bay, ta có biết tụi bay nhà ở đâu đâu mà bán chịu được không? Cái tháng thì chị hết cho. Thì em làm đi, không có chạy được đâu nè. Cảm ơn người nha. Ờ, không nhiêu đâu trời. Ăn đi, chứ chị làm chị bà chơi nha. Nhanh nhanh nha chị. Ờ, ờ, ờ. Thấy rồi cái nội đi chơi. Nhỏ ở chết. Ừ. Nhà là đi á. Ôi, vô chính thôi chứ cái đó chuyện bình thường. Quẩy sung quá. Tôi thấy đi ông về nhà đắp đắp luôn. Hả? Quá, quẩy bắt đầu. Để em chọn ra tao bắt tôi nè chị. Ừ. Nó làm tầng mệt quá các bạn ơi. Chị thấy mình qua nhà chị Liễu mình chơi trước đi rồi đi ban hai. Ừ. Dám mình uống được mình uống nha. Anh ăn đây cho chánh ơi, đói bụng quá rồi. Nè nè chị Liễu ơi. Chị ta hết hồ chị Liễu ơi. Chị Liễu ơi. Chị ơi. What?
lãnh được nhiêu? Em được chưa gửi à? Mình nghĩ chị lãnh được nhiêu vậy? Có chưa gửi nhiêu? Mình nghĩ 3 ngày rồi. Cũng nghĩ 3 ngày mình chưa gửi bằng em trời. Chết rồi. Ủa? Sáng rồi hả? Sáng không sổ luôn chưa? Chọn rồi. Tôi lẻ rồi. Thôi này. Dễ thương đâu đó thiệt nha. Thấy mấy đứa đi làm nó tội gì đâu, nó luôn gì đâu quá trời. Trời thằng con trai lớn nhà cô mà phải chi mà nó lượng cho mấy đứa cũng đỡ nữa, không bao giờ mà chịu đi làm. Thôi gì gã cho lớn nhiều con đi. Gã gì mà chịu được không? Nó ăn nó còn thấy gì không mà. Con thấy gì dễ thương chứ không có chị làm dâu. Nè, ai làm gì ai chị làm ghế. Con chịu, mà xấu quá con chịu. Nội ông đẹp lắm vậy. Chúng ta quá trời. Thôi, thôi tính tiền đi chính đây. Cảnh được nhiêu? Được triệu rưỡi. Con cũng triệu rưỡi nè. Tại vì tháng này là nghỉ hết 3 ngày rồi. Bệnh là từng chưa rồi, nghỉ hết 3 ngày rồi. Con triệu rưỡi à? Triệu rưỡi hả? Ở đây được nhiêu? Cũng triệu rưỡi à? Là nguyên đám triệu? 2 triệu. Được không, 2 triệu hả? Đủ không? Con buồn ngày có 300 mẹ. Con được 2 triệu 3 à. Trải nè. Trải ăn ít đó, con trải con có 260 à. À 260. Rồi của con nhiêu dính? Dưỡng hả? Dạ. Dưỡng là 208. Thôi ơi. Thấm đúng không? Dạ. Thấm là 300, 320 nha. 320 là tính luôn của tô nãy đúng không? Đúng rồi. Quy. Nhiều. Quy là ăn nhiều nha. Ngày ăn 2 tô là quy là 470 nha. Trời ơi, khỏe. Con. An hả? Dạ. An là 360. Thế còn là chính, thế còn chính. Liễu hả? Ừ. Liễu 1.800.000. Cái gì? Cái gì con? Ôi là trời, ước nhiệt. Cái gì 1.800.000 thằng Trinh? Có tính lộn không Trinh? Ở đâu chứ ghi vậy luôn nè, 1.800.000 nè. Rõ ràng, đây 1.800.000 chứ ghi rõ ràng từng ngày luôn nè. Cái gì 1.800.000 vậy trời? Đây rõ ràng nè, thấy không? Đó, chứ ghi từng ngày luôn nè, con coi đi. Chị ăn gì mà giữ gì thật chị Liễu gì vậy? Chị ăn mà chị ăn của em chứ chị Liễu. Ăn một quẹ, hỏi thấy có ăn gì mà chị giữ gì đây. Cái này sáng nè, sáng hôm qua tuần đầu thứ hai là có ăn đó là đúng rồi đó. Rồi có thêm kêu thêm nè, chai nước suối nè. Rồi trước ngày thứ ba. Ngày thứ ba cái gì về đây, ngày đó con nghỉ mà. Bữa nào, bữa con nghỉ mà cô điện thoại con kêu bưng cho mấy anh này ăn. Cô kêu tính tiền cho cô mà. Con lại mẹ ơi. Tính tiền kêu đưa mấy anh này ăn giùm nên mấy anh không có số điện thoại của bà nội này. Là kêu giùm là tính tiền cho mấy anh này. Không, hôm bữa cô nói là bữa đó cô đãi. Ai đó nghe là cô, không phải là cô, không phải là gọi là từng chuyện. Nghe ai ăn rồi đó trả. Ghi lại đi. Chỉ trừ cái hai tôm á. Rồi hôm bữa ăn cộng vô lại đi chứ tự nhiên giờ không hai mấy này ăn là cô có ghi rõ ràng mà. Ừ. Đó, mấy tiền là cô có ghi vô luôn. Vậy là cô mất con lại một tô nha. Mà cái tính tiền bên chị Liễu rồi. Trời ơi, thôi thông cảm mấy đứa ơi. Giờ mình lớn tuổi rồi mình bán một lần một nồi người chứ phải một hai người đâu mà mình nhớ. Hả? Thôi đi qua ra cho bỏ Liễu qua bên đi nè, Tài nè. Chịu chứ. Thôi. Đi nói chuyện này, đâu để chịp được nè. Con thôi kiểm tra đi. Không? Trừ ra 2 tô còn nhiêu? Thì con 1.800.000 là trừ ra rồi còn 1.700.000 chục. Cái gì? Cái gì mà nó 1.700.000 gì? 1 tháng 30.000 con mượn 20.000 nấu xăng có nè. Đó, đúng rồi. Rồi thêm chai Steam nè. Ừ. Rồi tô bún nè. Rồi. Cũng là thứ năm ăn què gì mà tới thứ năm mà nghỉ bà ơi. 80 cái vậy? Không biết chỉ có làm mà nhớ lộn rồi đó. Có, đó gì vậy? Tại bữa đó một. Ôi. Nè, cái ghế nè. Con này đền thêm cái ghế. Đóng thêm ghế 120.000. Cái gì? Cái ghế này mua ngoài chợ đâu tới giá đó đâu cô. Ghế cũ cũ rồi. Trời ơi con ơi, cái gì cái cũ với cái què là châu lành, là châu què mà con ơi, ngồi đi. Cái gì đó cái ghế gì mẹ mới chờ hai tuần kia là cái ghế. Rồi con ngồi kiểu gì mà gãy luôn cái ghế vậy rồi sao chịu được. Cái ghế con nó mềm giòn kìa. Rồi, 100.000. Đang xuống cái kia có 60.000, giờ đến ghế 100.000 lỗ rồi. Đúng rồi, tôi tính đúng rồi đó, giờ cô không ăn chàng, ăn chói ai chưa? Là chị Tư tới 40. Cái gì đâu, chị 740. 740 cái này nữa là chị 840. Nãy còn 18, còn 20.000 ghế. Giờ lên 240.000. Bởi vì nãy để mẹ thì ngồi đi cãi chi với mày nãy vậy? Tại nãy chịu 8 nữa mẹ chịu 8 đi đời cãi chi rồi đền 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 như thế 4 giờ ngồi cãi nữa cái là thiên cái ghế thế nào. Cũng đỡ tại cái ghế. Còn mang tiếp tục đi cho mang đi. Mà quên nãy chịu 80.000 mày gì? Hả 80.000 bữa đó là con kêu cô vốn đặc biệt với lại bữa đó là con bao cho thằng này nè. Có bữa cô kêu con mua qua đó. Bữa đó dụ gì cha? Con nói là bữa đó là con ăn mừng gì mà thằng bồ con được lên chức gì đó. Đúng rồi đúng rồi. Bữa đó bà bao tôi cái tô bún mình nhớ không? Đó, bà nội ơi, bộ tôi hút gác lên chức gì má. Ai biết bữa đó là nó lên chức lên từ lúc mà lụm gác lên thành hút gác luôn. Có nghĩa là người ta phân công cho nó thêm một cái gì cái đồ hút gác á.
là cái con về con bao cho thằng này. Dạ đúng rồi, là lên đúng rồi nhớ. Tại nó bao cho em. Anh em đúng rồi, đó giờ nó chở lên chức gì má? Có cả. Bữa đó là chở nghĩ sao bỏ tao lụm gác mà đi hút gác mà lên chức vậy? Thì từ lụm gác lên hút gác là nó lên chức rồi đó. Đi lụm mà chỉ lụm bằng cái tay nè. À. Đi hút là chỉ có. Có tào lao không má ơi? Rồi chị coi đi vô đó đi. Rồi qua đi. Rồi bữa thứ 6 nè. Bữa 6 mua gì tới 120 gì trời? À, bữa 6 hả? Bữa 6 là con ăn 2 tô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sáng chiều luôn, má gọi lại đi. Ăn tô đặc biệt hả? Ăn 2 tô, còn cộng cái gì đây, trừ tên ăn 2 tô, cái đẹp mang, mang. Cộng cái gì 600 ngàn, nhưng mà sao đuôi lại gì vậy? 600 ngàn bữa con mượn chứ. Hai con mượn có 500 rưỡi nha. Đó con, con mượn 500 rưỡi xong con chồng lại con mượn 500 ngàn. Đó con, quên rồi đó. Có không ăn gian đâu, chứ có bài là kỹ đó, kỹ tưởng đó, không ăn gian hay đó, giờ không bao giờ ăn gian 1 ngàn nào hết trơn. Hiểu rồi. Đúng rồi. Ừ. Vậy rồi. Cái nợ trời lãnh được 1.500.000 mà trả nợ 1.840.000 mà tại đâu không trả má. Thôi bây giờ con gán con mấy con mượn mấy anh em gì đi con đưa cho tại vì tháng này là chính nó ra vô thiếu đi. Không được con, tại biết sao không? Ai vô thiếu lại con nữa đi được không được, tại chính nó vô vốn. Nó mất vốn hết rồi. Chứ bây giờ nghĩ làm sao mà đánh 1.500.000 mà trả 1.840.000 tiền nó tôi trả rồi. Tao lo tiền nhà tôi còn tiền mượn đi. Mẹ tại ra cho mượn đi. Tao quên nó tính tài luôn. Tôi cũng rảnh quá không có 1.500.000. Tính lại luôn. Tính lại luôn. 1.960.000. Cái gì? 1.960.000. Cái gì 1.960.000 chứ gì cô? Có lộn gì? Có lộn không? Tao bị rõ ràng rồi đó. Nãy giờ con hơn sao? Nghe ăn hơn bà lấy một lại 3 tô. Trời trời. Bắt thằng ở trời. Tôi có 30. Ơi là trời, ba tô. Con ăn rồi con mượn tiền cô nữa. Ừ, ăn bữa con nói con đi chơi với con đo ăn đó. Rồi con mượn cô 700 ngàn. Ba tô bữa nào tốt 30. Thì ăn uống nhiêu thay cơm luôn. Bữa mẹ có nhớ mày gán nhớ lại coi. Bữa cô nào bữa nhiêu. Ui mày nói mày nói gần tháng 7 mày mua bó hoa mày đi chơi với lại con Tâm Đoan. Thì tháng 7 mua bó hoa đi cũng vô hồn hả mẹ. Ai biết nó nói vậy thì tao cho thôi. Mà con đâu có mượn nhiều vậy đâu. 700. Cái gì 700? Đồ con mượn chính có 500 mà. Ôi bữa con mượn 700 đàng hoàng. Chính nhớ mà không nhớ hả? Con nó không chịu đâu. Chính thêm vô cho con hay gì rồi. Nào coi đi con bỏ mẹ. Bữa anh nhờ em chạy em hỏi em đi chợ mua đồ á. Anh nhờ mua thêm cục sườn đó. Ừ đúng rồi. Có hả? Cục sườn heo đó. Cục sườn heo tao cũng chia trăm mấy rồi. Thích ghi vô bỏ càng không? Đó đúng rồi. Đó giờ tao làm ăn đó giờ con ngu này bao nhiêu năm trời rồi. Có bao giờ mà tao ăn gian ăn đồng nào đâu. Mấy cho con tuần sau con trả nha. Không có được con ơi. Chứ dạ. Mà nghĩ là sao giờ tao lãnh luôn có 1.500.000 mà bà đợi có nhiều tí lắm cho chị tới trời cái gì nó được nữa. Thiếu gì thiếu có từng cái tháng cái từng rễ rồi ai mãi được. Nhỏ tiền nhà tiền trọ thì chiều nay rồi sao? Cho trả con nữa đi chứ tôi chứ. Bây giờ tới đâu tính tới đâu hay đó đi. Hai thằng hai chục. Chị ơi em muốn về em lắm này trọ rồi nữa. Tối nay đi tăng một tăng ấy chị liệu này. Đi 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 nhưng mà đó. Đi què họ tiền đâu đấy. Thôi tôi với bà đi. Sao nãy kia đã nói là tối nay hợp mặt anh em mày nghĩ là sao tao lãnh được 1.500.000 tao trả nợ 1.800.000 cho bố 540.000 tiền đâu đi nữa kèo mà tiền giờ tôi âm hết 460 rồi nè kèo chưa mượn 500 đi thắm hồi nãy chị còn nói là chị dắt người ta đi nữa nếu mà chị nói rồi cái lậu thái rồi chạy cáo em đâu mà chàm xương tao đi ở đi nè đây nè 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 không ấy đừng đi ăn chi ngoài chi tốn tém trời thôi đi má ơi sợ má muốn chết rồi à muốn em ăn nữa trời ghi 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 bớt trời đất ơi hồi đó giờ tao làm gì tao ghi ai mà ghi thêm ghi bớt ai trời tới đâu là ghi tới đó rõ ràng ngành mạch luôn á trời để giờ tiền luôn đi đừng có thiếu nữa để giờ tao quay phim lại nghe nè chứ ngày mai lại đưa cho cầm điện thoại đưa cho giờ có thì đưa có nhiêu đương nhiêu trước 1.500.000 đó đi rồi ngày mai lại đưa chứ giờ bỏ mày đi luôn ai biết được mệt ghê đó thằng này nữa thì mình lãnh lương ra được có 1.500.000 mà trả hết 1.840.000 cầm lấy điện thoại nữa lấy rồi chiều nay sao vậy bảy kèo luôn hả của em đâu. Trời. Vậy tối nay mấy anh em đi. Rồi, đưa thanh toán đi, con toán cho Linh đi. Rồi, mai tối nay có tiền nè. Còn nhiều tiền đó.